cái lý do của cuộc khủng hoảng giữa Qatar với Ai Cập và các nước vùng vịnh năm 2014. Cuộc khủng hoảng này kéo dài 6 tháng là vì Qatar lúc ấy là ủng hộ cái tổ chức anh em Hồi giáo. Sau cuộc đảo chính tháng 7 năm 2013 thì Qatar phản đối Ai Cập, phản đối UNGC, và Qatar mở rộng cánh cửa đón những người mà ông UNGC truy đuổi. Chính cái nguyên nhân của căng thẳng năm 2014 là cái lúc ấy là Qatar đã đón nhận và cho những cái người thân cận nhất cái lãnh tụ của cái Hồi giáo, anh em Hồi giáo này, ông Morsi đấy, cư trú ổn định. Và chính cái điều này đã dấy lên một cái phản đối quyết liệt của Ai Cập, của Ả Rập Xê Út, của Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đấy là cái nguyên nhân sâu xa của cái cuộc khủng hoảng năm 2014. Sau đấy Qatar phải xuống thang, buộc lòng phải xua đuổi, gần như là đưa một số lãnh tụ của anh em Hồi giáo ra khỏi Qatar để giảm bớt cái sức căng và sức ép của Ả Rập Xê Út, của Ai Cập và Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Là có một cái video clip nói rằng trong hệ thống mạng của Qatar có dẫn lời của quốc vương Qatar nói rằng cái việc bao vây cấm vận trừng phạt Iran là việc ấy không nên làm, và chính vì thế Ả Rập Xê Út, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ai Cập, Bahrain và tất cả đồng minh là phản đối quyết liệt, cho rằng Qatar đã đi ngược lại mục đích tôn chỉ vào nước Ả Rập vùng vịnh, đã ủng hộ Ankara, ủng hộ nhà nước tự xưng IS, ủng hộ Iran. Thật ra cái mâu thuẫn sâu xa nằm ở chỗ là hàng chục năm nay Qatar đã có quan điểm khá độc lập, thậm chí có thể nói rằng trong một số vấn đề Qatar đối lập với Ả Rập Xê Út, đối lập với Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đối lập với Bahrain và đối lập với cả Ai Cập. Nhất là trong vấn đề Qatar, thường xuyên đến giờ phút này Qatar vẫn ủng hộ tổ chức anh em Hồi giáo. Nguyên nhân quan trọng thứ hai là Qatar có một mối quan hệ khá thân thiện với Iran. Chúng ta nên nhớ đây nên có lợi kinh tế. Tại vùng vịnh, Qatar đang hợp tác ăn làm ăn rất thuận lợi, hợp tác với Iran để khai thác một cái mỏ khí lớn ở vùng vịnh. Nhiều năm nay Qatar là có quan hệ hợp tác kinh tế với Iran. Cái điều này hoàn toàn ngược lại với quan điểm của Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út có cho Iran là kẻ tử thù không đội trời chung ở Trung Đông, có thể nói thẳng như vậy. Chính đây là cái mâu thuẫn sâu xa nhất dẫn đến cuộc khủng hoảng ở vùng vịnh lần này. Chính cái mâu thuẫn này không thể hòa giải được. Trong cái diễn đàn của những người đứng đầu các quốc gia vùng vịnh, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi các nước Hồi giáo dòng Sunni mà trung tâm là Ả Rập Xê Út hãy đối với nhau tiến hành bao vây cấm vận, cô lập nước Cộng hòa Hồi giáo Iran theo dòng CIA, khoét sâu thêm cái mâu thuẫn vốn có ở trong khu vực này 700 năm rồi. Vì thế cái dư luận quốc tế ngay ở Mỹ và cả thế giới cho rằng những cái quyết định quan điểm của Tổng thống Trump tại Ả Rập Xê Út vừa rồi, tại chuyến thăm vừa rồi hoàn toàn sai lầm. Và thực chất cái kêu gọi của Tổng thống Trump tại cái Hội đồng Vùng Vịnh cũng là một nguyên nhân trực tiếp dấy lên cuộc đại khủng hoảng hiện nay giữa Qatar và Vùng Vịnh này, có thể nói như vậy. Đối với Mỹ, phải nói rằng là cái cuộc khủng hoảng này cũng tác động rất lớn. Nói gì thì nói, Qatar là đồng minh của Mỹ. Ở Qatar, cái bán đảo nhỏ như vậy, nhưng đây có 3 căn cứ quân sự lớn.
đặc biệt là một cái sân bay lớn nhất khu vực Trung Đông của Mỹ ở đây. Hầu hết các cái vụ không kích của không quân Mỹ đến Iraq và Syria đều cất cánh từ Qatar. Nhưng cái điều rất buồn rằng sau khi ngày 5 tháng 6 vừa rồi, sau khi gần được vùng vịnh Ả Rập Xê Út Tiểu Vương quốc thống nhất cùng với Ai Cập, Bahrain quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, thì trên mạng cá nhân Tổng thống Donald Trump đã tung cái tin đã nói rằng hoan nghênh cái việc các nước vùng vịnh bao vây cấm vận trừng phạt Qatar. Chính cái điều này dư luận Mỹ hoàn toàn bất bình về ông Donald Trump. Và chính cái cuộc khủng hoảng vùng vịnh lần này, người ta nói rằng chính ông Donald Trump đã tự lấy đá ghè vào chân mình. Khả năng xảy ra chiến tranh thì khó. Bởi lẽ nếu chiến tranh xảy ra thì ai được ai mất. Đây là cuộc chiến tranh giữa các đồng minh của Mỹ với nhau. Bản chất nếu xảy ra chiến tranh giữa các đồng minh của Mỹ với nhau, thì tôi tin rằng Hoa Kỳ bằng mọi cách, muốn hay không muốn, chính quyền Donald Trump cũng phải tìm mọi cách trực tiếp gián tiếp để giải tỏa cái mâu thuẫn này và không cho xảy ra chiến tranh. Lần này tôi tin rằng cuộc khủng hoảng này không có lời gì cho Qatar cả. Qatar muốn không mà cũng phải xuống thang. Mặt thứ hai là Ả Rập Xê Út, Tiểu Vương quốc Ả Rập Nhất thống nhất và Ai Cập cũng phải chấp nhận nhân nhường Qatar một mức độ nào đấy. Sẽ không có cái xuống thang đơn độc một bên đâu ạ. Nhưng có lẽ cái người phải chịu xuống thang trước, chấp nhận cái nhân nhường trước là Qatar.